nghĩ rằng là trên thế giới đối thủ duy nhất của The Face là Việt Nam, là American Next Top Model. Bởi vì đó là sự đối đầu giữa hai siêu mẫu đình đám nhất thế giới do hai người tạo ra format là Naomi Campbell và Tyra Banks. Thì Multimedia GSC là người đã sản xuất Việt Nam Next Top Model suốt 10 năm qua và chúng tôi đã tạo ra rất nhiều những người mẫu thành công, có thể nói là thay đổi hoàn toàn diện mạo của người mẫu Việt Nam và đã đưa người mẫu Việt Nam đi rất xa đến những kinh đô thời trang hàng đầu thế giới. Các bạn còn không chỉ là những người mẫu, các bạn còn đã trở thành những hoa hậu hoàn vũ và rất nhiều những cái cuộc thi sắc đẹp khác. Và vì vậy, tại Việt Nam, Việt Nam Next Top Model và The Face, nếu có thì đó là hai cuộc thi đối đầu nhau và Multimedia thì đều đã là những người sản xuất chương trình đó. Và vì vậy, đối với chúng tôi, ở Việt Nam không có đối thủ.